Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 3 Tết, mùng 3 tháng riêng năm Nhâm Dần. Minh Cương mời quý vị và các bạn xuống thăm nhà một bác cùng xóm, gọi là xóm Độc Lập, thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, và thăm ngôi nhà của bác, vì ngôi nhà của bác mới xây theo phong cách của Thái rất là đẹp. Để quý vị và các bạn cũng có thể ngắm nghía và xem biết đâu một ngày nào đó quý vị làm nhà, quý vị cũng muốn học hỏi và là một chút ở cái ngôi nhà này thì sao. Cũng rất là nhiều điều thú vị ở cái ngôi nhà này, từ bức tranh rồi cách trang trí của ngôi nhà. Xin mời quý vị và các bạn trải nghiệm cùng Minh Cương tới xóm Đồng Lập, tên gọi là tên nhà bác Lúi. Bác đây thì cũng là chị của bố của Minh Cương. Mời quý vị, đây là cây đào rất là tuyệt vời, và dọc cái ngôi tường này có những bức tranh rất là tuyệt vời. Quý vị và các bạn xem chi tiết nhá. Tôi đếm cho mấy con cá. Hai con à? Tôi đếm cho mấy con cỏ. Không phải, đếm lại từ đầu. Nhiều con, nhiều con cỏ. Đôi làn nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng. Sột soạt gió trêu tà áo biếc, trên giàn thiên ni bóng xuân sang. Chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trăng nắng chang chang. Đêm xuân cô ngủ có buồn không? Em như cô gái hay còn xuân, trong trắng thân chưa lấm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân du lùa trên sông. Vâng, cháu chào bác. Bác vui lòng cho cháu hỏi bác tên là gì và hiện nay bác đang ở đâu ạ? À bác à? Dạ. Bác tên là bà Đặng Thị Lúi, thôn Dạ. Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 75 tuổi. Ngày xưa các cụ nói là 70 là tương đối hiếm, nhưng bây giờ 75 vẫn còn trẻ. Bởi vì bây giờ đời sống vật chất của con người nó cũng tương đối được nâng cao hơn ngày xưa. Hôm nay cũng là ngày mùng 3 Tết năm Nhâm Dần, đầu xuân năm mới. Vợ chồng chúng cháu xuống hỏi thăm sức khỏe cũng như chúc Tết bác và gia đình bước sang một năm mới có nhiều sức khỏe và gia đình thì được an khang thịnh vượng. Thế bác cũng chúc lại vợ chồng nhà cháu với các cháu là sang xuân mới thêm một tuổi mới, gia đình rất là đoàn kết rồi là an khang thịnh vượng. Thế riêng cháu thì cháu làm nghề thuốc cứu dân thì rất là được nhiều người yêu thích. Dạ vâng, cứ có yêu thích và tin tưởng đến nhà dạ. Tuyệt vời quá, cảm ơn bác. Nhà bác xây cái nhà này đẹp thế này xây theo khánh thành vào năm nào đấy ạ? Mới khánh thành tháng 5 năm 2021. Dạ vâng. Cháu cũng không hỏi tiền hết bao nhiêu, nhưng tuy nhiên là nhà này là khang trang rồi, là tuyệt vời. Đối với những người có tuổi bố mẹ thì luôn luôn mong các con, các cháu là mạnh khỏe này, rồi cũng như là làm ăn này thịnh vượng. Nếu có làm ăn thịnh vượng được thì mới xây nhà xây cửa.
mà nhiều cái ngôi nhà đẹp ở trong một cái thôn thì đó là một thôn phát triển, nhiều thôn phát triển kết hợp lại để trở thành một đất nước phát triển, có đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, tuyệt vời quá. căn nhà này là căn nhà của như là kiểu như là Thái nhỉ? Đúng rồi. Tuyệt vời quá, đẹp quá. Làm cái kiểu cách như nhà Thái. Vâng, tuyệt vời quá. Cho xin phép bác vào trong nhà quay một chút nhá. Vâng. Đây là vào trong ngôi nhà của bác. Nhà này làm theo phong cách của nhà Thái. Tuy là một tầng nhưng mà có đầy đủ các hệ thống phòng ngủ cũng như là sinh hoạt ở bên cánh trái của ngôi nhà, gồm có các cái phòng của các thành viên. Còn cuối cùng thì đó là hệ thống nhà vệ sinh. Chúng ta cũng chiêm ngưỡng một chút nhà vì chúng ta Minh Cương đừng quay đây không phải là khoe cho ai, không phải quảng bá cho ai. Tuy nhiên là quý vị và các bạn cũng có thể là sắp làm một ngôi nhà của mình thì quý vị để ý tới và có những thứ hay thì mình cần học, rất là thú vị. Ở đây là những gian phòng của các thành viên. Đi sâu vào một chút thì là thấy trang trí rất là hài hòa, xen kẽ giữa led cổ kính và led hiện đại. Thank you.
trong lòng mình chứa chan. Tiếng hát vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa, mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điều nhạc xuân êm như bức tranh tô đẹp thế. Xuân ơi xuân, vẫn muốn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân tắm tươi hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng rạc rào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh tao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm sinh, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế luôn mong đợi xuân. Xuân du lùa trên sông